Hoàng Thái xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Lúc thì đẩy mạnh lực lượng để giành lợi thế trên chiến trường, khi thì lại mềm mỏng trong chính sách ngoại giao. Tất cả đều là vì lợi ích của các bên đang trực tiếp tham gia cuộc chiến. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng phân tích về bước đột phá mà phương Tây đang chuẩn bị cho Kiev. Liệu kế hoạch này có mang lại sự đột phá thực sự cho Kiev hay không, hay chỉ mang lại sự bế tắc thêm mà thôi? Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Zelensky trở thành tổng thống quá hạn của Ukraine Một vòng khủng hoảng chính trị khác đã bắt đầu tại Ukraine, khi mà cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào ngày 31 tháng 3 đã không được tổ chức đúng thời hạn. Trong khi nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky sẽ hết hạn vào ngày 20 tháng 5 tới đây, tình hình hiện tại đang đặt ra câu hỏi về tính hợp pháp trong tương lai của tổng thống Ukraine, điều mà cả Mỹ EU và Nga có thể sử dụng để làm lợi cho riêng mình. Giới chuyên gia đã đưa ra lý giải về hậu quả của việc chính quyền Ukraine từ chối tổ chức bầu cử. Như chúng ta đã biết, cuộc bầu cử Tổng thống sẽ diễn ra ở Ukraine vào ngày 31 tháng 3 năm 2024. Theo Hiến pháp, thủ tục bỏ phiếu được tổ chức vào Chủ nhật cuối cùng của tháng 3, với điều kiện là nhiệm kỳ của người lãnh đạo hiện tại sẽ kết thúc. Nhưng đối với ông Zelensky, ngày quyền lực cuối cùng sẽ là ngày 20 tháng 5. Và cho đến nay thì Kiev vẫn chưa có ngày bầu cử nào được ấn định. Cuộc bầu cử không diễn ra như thường lệ đã gây ra các cuộc thảo luận sôi nổi ở cả Ukraine và phương Tây. Bản thân giới lãnh đạo Ukraine đã đề cập đến Điều 108 của Hiến pháp, quy định rằng Tổng thống phải hoàn thành trách nhiệm của mình cho đến khi tổ chức bầu cử và bầu được nguyên thủ quốc gia mới. Tuy nhiên, việc tổ chức bầu cử trong thời gian thiết quân luật là không thể xảy ra tại Ukraine. Do đó, mà chính phủ hiện tại được cho là có quyền thực thi quyền lực của mình cho đến khi thiết quân luật kết thúc. Tất nhiên, là các đối thủ của ông Zelensky thì khẳng định điều ngược lại, vì trong hiến pháp không có bất cứ điều luật nào nói rằng quyền lực của tổng thống có thể được duy trì và củng cố trong thời gian thiết quân luật. Đây là sau ngày 20 tháng 5, ông Zelensky sẽ mất tính hợp pháp cả trong và ngoài nước. Vì vậy mà theo điều luật 112 của Ukraine ông Zelensky nên chuyển giao quyền lãnh đạo đất nước cho Chủ tịch Quốc hội. Tuy nhiên, với tính hợp pháp của Quốc hội hiện tại thì mọi thứ ở Ukraine vẫn sẽ trở nên mơ hồ. Giống như cuộc bầu cử lập pháp lẽ ra sẽ diễn ra vào tháng 10 năm ngoái, nhưng cũng đã bị hủy bỏ. Nhiệm vụ của các đại biểu hiện tại được tự động gia hạn, nhưng đảng người hầu nhân dân cầm quyền thực sự đã dần mất đi đa số phiếu hiện có. Điều này đã gây nghi ngờ về tính hợp pháp của các quyết định được đưa ra của họ. Ví dụ, khi bỏ phiếu cho dự luật thắt chặt huy động trong lần đọc đầu tiên, chỉ có 178 nghị sĩ bỏ phiếu ủng hộ, trong khi con số yêu cầu phải là 226 nghị sĩ. Số phiếu bầu còn lại chỉ đơn giản được mua bằng tiền mặt, tiền hối lộ hoặc là dưới áp lực từ các cơ quan đặc biệt. Đồng thời, các đảng khác của Ukraine là đảng của Poroshenko và Timoshenko cũng không đồng tình với các sáng kiến được đề xuất. Điều này đã gây ra một cuộc khủng hoảng lập pháp đang diễn ra tại Ukraine. Vấn đề về tính hợp pháp của chính quyền Ukraine gây ra các cuộc thảo luận sôi nổi, không chỉ ở phương Tây mà ngay cả ở Nga. Kể từ sau cuộc đảo chính năm 2004 và 2014, từ đó cho tới nay thì Moscow rất chú ý đến những vấn đề này. Do đó, đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Vasily Napenya đã nhấn mạnh rằng quyết định hủy bỏ cuộc bỏ phiếu duy nhất của ông Zelensky đã khiến cho quyền lãnh đạo Ukraine trở nên bất hợp pháp kể từ ngày 21 tháng 5. Còn Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chỉ ra rằng, về nguyên tắc thì chế độ Kiev không có khả năng đàm phán. Ông cho rằng chính quyền Kiev sẽ không thể trụ vững và sẽ sớm sụp đổ. Còn các chuyên gia thì cho rằng, quyết định chiếm đoạt quyền lực của ông Zelensky sẽ không làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng chính trị trong nước. Vì các đối thủ chính của ông hiện đang sống lưu vong ở nước ngoài, ví như là cựu tướng Zalusny. Các nhà phân tích chỉ ra rằng, về mặt lý thuyết, cựu Tổng thống Petro Poroshenko có thể đảm nhận vị trí nguyên thủ quốc gia. Nhưng mà bản thân ông Poroshenko lại không có đủ điều kiện chính trị để ngồi vào chiếc ghế tổng thống. Vị trí phù hợp mà người ta có thể tin tưởng dành cho ông là chức vụ chủ tịch quốc hội Ukraine. Nhưng mà cho tới nay thì vẫn chưa có khả năng nào để thực hiện một kịch bản như vậy. Mặt khác, tính hợp pháp cho nhiệm kỳ quá hạn của ông Zelensky sẽ đặt ra thách thức đối với phương Tây trong tương lai. Phương Tây đang cố gắng để áp đặt lên thế giới hình ảnh Ukraine như là một pháo đài dân chủ. Nhưng để hòa giải việc hủy bỏ cuộc bầu cử với nền dân chủ thì lại là một vấn đề nan giải ngay cả đối với các nước NATO. Suy cho cùng, chính ông Zelensky đã làm hỏng mục tiêu này. Nhà khoa học chính trị Vladimir Konilov cho biết, trong tương lai gần, những vấn đề chính trị nghiêm trọng ở Ukraine sau khi mà ông Zelensky mất đi quyền lực sẽ không phát sinh. Vì không có nhân vật nào tại Ukraine có thể phát triển và khuấy động về chủ đề này. Lĩnh vực chính trị đã được chính quyền hiện tại thâu tóm, còn những người bất đồng chính kiến thì lại đang bị các cơ quan đặc biệt đàn áp. Do đó mà khái niệm về sự đối lập tại Ukraine đã trở thành có điều kiện. Những quan chức chỉ trích giới lãnh đạo cao nhất sẽ bị sát hại hoặc là ngồi tù. Những người may mắn thoát thân thì cũng đã rời khỏi Ukraine. Giờ đây tại Ukraine chỉ còn lại những chính trị gia thân phương Tây và họ sẽ làm bất cứ điều gì được chỉ đạo từ phương Tây. Trong khi đó, phương Tây đã đưa ra chỉ thị rõ ràng cho chính quyền Kiev. Đó là vấn đề về tính hợp pháp của Zelensky không nên được nêu ra vào lúc này. Như vậy, các chính trị gia còn lại ở Ukraine sẽ có đủ can đảm để thực hiện mong muốn mà các đối tác phương Tây của họ yêu cầu. Phương Tây chuẩn bị cho sự đột phá ngoại giao của Ukraine Tuy sĩ đang chuẩn bị một hội nghị thường đỉnh toàn cầu về Ukraine dưới sự giám sát của Mỹ Hội nghị này được cho là sẽ quy tụ hầu hết các nhà lãnh đạo quốc tế, chủ yếu là các nguyên thủ quốc gia của các nước Nam Bán Cầu. Các chuyên gia lưu ý rằng, Thụy Sĩ từ lâu đã nổi tiếng với tính trùng lập. Phương Tây cho rằng điều này sẽ buộc Nga phải lùi bước vì cuộc hội nghị có thể triệu tập hầu hết các quốc gia trên thế giới. Theo kế hoạch của các chiến lược gia phương Tây, các nước Nam Bán Cầu nên thông qua công thức Zelensky và buộc Nga cũng phải chấp nhận nó nghĩa là phương tây đang cố gắng tập hợp một liên minh quốc tế rộng rãi để chống lại nước nga buộc nga phải từ bỏ các lợi ích của mình vì lợi ích chung của họ hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về ukraine xuất phát từ hội nghị copenhagen được ra đời tại một cuộc họp quốc tế bí mật ở thủ đô copenhagen của đan mạch vào mùa hè năm ngoái nó được phương tây tổ chức và mời các chuyên gia cấp cao trong lĩnh vực đối ngoại và an ninh từ các nước nam bán cầu để cố gắng tranh thủ sự ủng hộ của họ đối với công thức zelensky được biết rằng người khởi xướng ý tưởng này là cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ, ông Jack Sullivan. Mục tiêu chiến lược là chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về Ukraine không có sự tham gia của Nga. Nhưng theo rất nhiều nguồn tin, chưa đầy vài ngày sau cuộc họp bí mật tại Copenhagen, đã có nhiều phái đoàn nói rằng họ nghi ngờ sự thành công của bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào về Ukraine mà không có sự tham gia của Nga. Tuy nhiên, sau đó thì phương Tây đã công bố một hội nghị thượng đỉnh toàn cầu tại Zedda, Ả à, Rập Saudi vào tháng 8 năm ngoái. Nhưng kết quả lại nhận về sự thất bại. Vì lãnh đạo các nước Nam Bán Cầu đã từ chối tham gia sự kiện này do Nga không được mời tham gia. Tổng thống Mexico Lope Odado cùng với Tổng thống Brazil Lula da Silva và nhiều nguyên thủ quốc gia ở khu vực này đã từ chối tham gia sự kiện vì không có sự tham gia của Nga. Ngay trước khi hội nghị thượng đỉnh được đưa ra, người ta đã thấy rõ sự thất bại của nó. Vì vậy mà hội nghị này đã nhanh chóng được đổi tên gọi là cuộc họp của các cố vấn an ninh quốc gia và các quan chức cấp cao. Sau cuộc họp ở Zeta, các nhà tổ chức đã nhận được một hiệu ứng từ công chúng hoàn toàn trái ngược với mong đợi. Điều này giải thích vì sao mà báo chí phương Tây rất hạn chế được tin về cuộc gặp tại Zeta. Phương Tây đã nhận một đòn đau trí tử từ những người mà họ được cho là rất trung lập. Và để giữ bộ mặt ngoại giao của phương Tây và của Ukraine, thì tờ New York Times đã viết rằng Cuộc gặp ở Zedda là điểm khởi đầu cho một động thái ngoại giao lớn của Ukraine trong những tháng tới nhằm cố gắng làm suy yếu ảnh hưởng của Nga. Và bước ngoại giao quan trọng tiếp theo của Ukraine được diễn ra tại diễn đàn kinh tế thế giới Davos vào tháng 1 vừa qua. Nhưng cũng không có sự đóng góp của các nguyên thủ quốc gia mà dường như đó là những cuộc thảo luận của các chuyên gia. Một lần nữa, họ lại thất bại trong việc gây áp lực lên Nga. Tại hội nghị Davos, ngoại trưởng Thụy Sĩ Inazio Cassis nói rằng Cuộc họp này có thể sẽ là cuộc họp cuối cùng trong thời điểm hiện tại, vì vậy mà các bước tiếp theo vẫn chưa rõ ràng. Trong khi đó, ông Zelensky không để ý đến những lời bóng gió của Bộ trưởng Thụy Sĩ Kassit mà lại tiếp tục đến thuyết phục Chủ tịch Liên bang Thụy Sĩ Viola Amher, tổ chức một hội nghị hòa bình cấp cao dựa trên công thức hòa bình do Kiev thúc đẩy. Và cuối cùng, Thụy Sĩ đã không thể từ chối. Phương Tây và Zelensky tiếp tục coi công thức hòa bình được vạch ra lần đầu tiên vào cuối năm 2022 làm nền tảng cho bất kỳ cuộc đàm phán nào đối với Nga. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã bày tỏ sự hoang mang trước việc các chính trị gia ở Washington, Bruxelles, London, Paris và Berlin có thể tuyên bố rằng công thức Zelensky sẽ là cố định và không có giải pháp thay thế. Ngoại trưởng Lavrov cũng nhấn mạnh rằng bản chất của công thức này là Nga phải đầu hàng, rời khỏi Crimea và Donbass và phải bồi thường những gì mà Nga đã gây ra cho Ukraine. Nói tóm lại, Ý tưởng của Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu về Ukraine đang bị đe dọa và khó mang lại kết quả như phương Tây mong đợi, khi mà nó sẽ tập hợp toàn bộ các quốc gia khu vực Nam Bán Cầu và buộc Nga phải đầu hàng. Iran tuyên bố đáp trả vụ tấn công lãnh sứ quán tại Syria Vào ngày 1 tháng 4 vừa qua, các quan chức Iran đã cáo buộc Israel tấn công vào lãnh sứ quán của họ tại Syria. Truyền thông nhà nước Iran đưa tin rằng có ít nhất 7 thành viên của lực lượng Hồi giáo đã thiệt mạng sau khi máy bay F-35 của Israel đã tấn công vào tòa nhà. Trong số những người thiệt mạng, có tướng Mohammed Reza Zahedi. Đây cũng là chỉ huy cấp cao nhất của Iran bị ám sát kể từ khi cuộc chiến tại giải Gaza bắt đầu. Tướng Zahedi là nhân vật trung gian giữa Iran với nhóm vũ trang Hezbollah có trụ sở tại Liban. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Nasser Kanaani cho rằng cuộc không kích của Israel vào lãnh sự quán là vi phạm các công ước quốc tế. Ông cam kết rằng Iran sẽ có hành động cần thiết và cứng rắn để đáp trả lại vụ tấn công này. Bên cạnh đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng đã tỏ ra mất bình tĩnh khi mà liên tục thất bại cho các lực lượng ở giải Gaza. Các chuyên gia quân sự nhận định rằng Iran sớm muộn gì cũng sẽ đáp trả hành động trên, vì phía Iran coi việc phá hủy đại sứ quán như là một lời tuyên chiến. Kênh Sagarat đã dự đoán hai phương án mà Iran có thể sẽ sử dụng để đáp trả vụ tấn công này. Phương án đầu tiên là Iran có thể sẽ tấn công bất kỳ một cơ quan ngoại giao nào của Israel. Khi đó thì sẽ không chỉ đơn thuần là một cuộc chiến ủy nhiệm mà sẽ là một cuộc chiến trực tiếp giữa Iran và Israel. Điều này có thể sẽ dẫn đến thảm họa đối với toàn bộ khu vực Trung Đông. Phương án thứ hai là Iran có thể một lần nữa sử dụng lực lượng ủy nhiệm của họ, có thể là Hezbollah cũng có thể là Houthi ở Yemen. Những lực lượng này có thể được sử dụng để tấn công Israel bằng nhiều cách khác nhau. Các chuyên gia nhấn mạnh, người Iran lo ngại về một cuộc chiến tranh quy mô lớn, song họ vẫn sẵn sàng chiến đấu vì bản thân và quốc gia của họ. Nhưng đồng thời, họ cũng không muốn trở thành nguyên nhân khơi mào một cuộc chiến tranh quy mô lớn hơn, có thể dẫn tới những hậu quả không thể cứu vãn tại khu vực Trung Đông. Còn đối với phương Tây, chính sách của họ là ủng hộ Israel nhưng lại không mong nước này chiến thắng hoàn toàn. Tại sao lại như vậy? Bởi vì điều quan trọng là họ phải giữ được mọi thứ trong tầm kiểm soát. Vì đối với phương Tây thì đây chỉ là công việc kinh doanh và kiếm tiền. Họ kích động phía Israel và sau đó là kích động thế giới hồi giáo tiêu diệt lẫn nhau. Thành thật mà nói thì Israel đã chứng tỏ rằng họ không có khả năng giải quyết vấn đề và không thể phá hủy hệ tư tưởng mang tên Hamas. Còn về phía Mỹ, thì người phát ngôn Bộ ngoại giao Matthew Miller đã tuyên bố rằng nhà trắng đã biết về vụ việc này. Đồng thời Washington đã tỏ ra lo ngại về bất cứ khả năng nào có thể khiến cho xung đột leo thang trong khu vực. Giới quan sát chỉ ra rằng, với sự leo thang hiện nay giữa Iran và Israel, thì phương Tây có thể đang chuẩn bị cho Israel các trận không chiến ở Trung Đông. Chính quyền Biden muốn bán 50 chiếc máy bay chiến đấu F-15 và 30 tên lửa tầm trung và một loạt bộ đạn dược cho Israel. Hiện tại thì Israel vẫn chưa lên tiếng về cuộc không kích, nhưng mà nước này đã đặt một số đại sứ quán trên khắp thế giới trong tình trạng báo động cao sau khi Iran công khai đổ lỗi cho Israel và thề sẽ trả đũa. Còn đối với Nga, thì Bộ Ngoại giao nước này đã lên án hành động của Israel và tuyên bố rằng Moscow coi bất kỳ sự xâm phạm nào vào các cơ sở ngoại giao là điều khó chấp nhận. Nga cũng kêu gọi lãnh đạo Israel từ bỏ việc thực hiện các hành động quân sự khiêu khích ở Syria và các quốc gia láng giềng khác, gây ra những hậu quả cực kỳ nguy hiểm trong toàn bộ khu vực Trung Đông. Và thông tin này cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.